nói chung là tôi thấy anh em làm việc chất lượng hàng là cũng rất là chuẩn. Mọi cái là chúng tôi rất ưng ý. Ưng ý em sẵn nhỉ. Vâng. Có thay mặt xưởng cảm ơn chú nhé. Alo. Chắc hỏi về số anh Đoàn đấy không à? Vâng. Có em lắp cái cuốn thư đối cho mình ấy. Vâng. Vâng, chắc là tầm khoảng một tiếng nữa em đến nhà anh nhá. Ở Thị Sơn đúng không anh? Ở Thị Sơn đúng không ạ? Gần chợ Thị Sơn không ạ? Đấy, em ngay những ngã tư chợ. Ngay ngã tư chợ gì ạ? Ngay ngã tư Thị Sơn thì em đứng nhầm đón. Vâng, ok nhé, tầm một tiếng nữa thì em đến nơi nhá. Vâng, ok. Ngã tư Thị Sơn. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại ngã tư Quý Ban đây này, Thị Sơn. Quý Ban đây này, coi tí đến này. Ngã tư Thị Sơn Kim Bảng Hà Nam để bàn giao cho khách hàng một bộ hoành phi câu đối. Về phía trước là Ủy ban Nhân dân xã Thị Sơn này, ngã tư xã Thị Sơn này, đi qua 100m. Đúng không? Lùi xe ở đây được không ạ? Hay là được. để mép đường? Lùi được mà. Lùi được đi. Được không? Đây là cái không gian phòng thờ của nhà khách hàng quý vị nhé. Không gian phòng thờ nhà khách hàng, và ngay sau đây thì chúng tôi là sẽ tiến hành là lắp cái bộ hoành phi cầu đối vào đây. Xin tên ạ, nghe địa chỉ. Tên là Đinh Ngọc Toàn ở 65, xã Thị Sơn, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nha. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà chú Toàn tại xã này, xã gì ạ? Thị Sơn. Vâng, xã Thị Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, và vừa lắp đặt và bàn giao cho gia đình nhà chú Toàn là một bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gộ sơn son thiếp vàng với chữ là chữ Phụng Gia Tiên, và đặt theo yêu cầu của chú. Đây, chúng tôi vừa lắp đặt cho chú đây. Hiện tại hôm nay là một ngày mùng 8 tháng 4. Đây, hình ảnh chú Toàn đây, cũng như là không gian phòng khách đây. Ở bên này là cô đây. Đấy, tại xã Thị Sơn, Kim Bảng, Hà Nam nhé quý vị nhé. Thì tôi có quay lại cái video clip làm kỷ niệm với chú gia đình, cũng như là giới thiệu một chút về bộ sản phẩm này. Đây, chính giữa là bức hoành phi Phụng Gia Tiên, và đục theo chữ là chữ Hán, dịch tiếng Việt đây. Đó là toàn bộ là sản phẩm là sơn son thiếp vàng trên nền gỗ bộ. Kích thước là dài 1m97, cao 67, hai bên câu đối là một bên là Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh, và một bên là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh. Kích thước là dài là 1m97 và là ngang là 27 này, và đã lắp đặt bàn giao xong hoàn chỉnh gia đình rồi. Đấy, vị nhá. Đã lắp đặt và bàn giao xong gia đình rồi. Như đây là hình ảnh chú Toàn và cháu chào chú nhé. Vâng, thì cháu lắp đặt cho mình cái bộ đại tự cuốn thư này, thì cháu cũng xin chú luôn ý kiến nhé. Cháu chú có như là chú biết xưởng cháu có đâu này, cái sản phẩm này bọn cháu bàn giao và chú có ưng ý không ạ? Nói chung là tôi thấy anh em làm việc chất lượng hàng là cũng rất là chuẩn. Mọi cái là chúng tôi rất ưng ý. Chú ưng ý sản nhỉ? Vâng. Cháu có thay mặt xưởng cảm ơn chú nhé. Vâng. Đây là chú Toàn tại Kim Bảng, Hà Nam, và chú là rất ưng ý với cái sản phẩm của chúng tôi. Thì cơ sở gỗ Tùng Tám là có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, và hôm nay là đã vượt gần 200 km và xuống Hà Nam để lắp đặt gia đình của chú Toàn. Đấy, quý vị là có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên xưởng nhé. Xưởng có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, và số điện thoại là 0987 5086, website là đồ gỗ tùng8.com. Xin cảm ơn mọi người.